Hello, Ngoài Đường Biên xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em. Rất vui được gặp lại anh chị em trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở sân Phú Thọ. Tối ngày hôm nay thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thi đấu với đội tuyển Lào. Tuy nhiên là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì họ vẫn ra sân tập luyện. Có điều là tập luyện sớm hơn một chút để một chút nữa thì tranh thủ về tắm rửa rồi bật tivi lên và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Bây giờ thì mình sẽ vào để xem buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến có gì hay hay không nhé. Let's go, let's go. Mấy tuần rồi thì Ngoài Đường Pit mới quay trở lại sân Phú Thọ theo dõi buổi tập của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình đến mình quay một chút thôi. À đây có cầu thủ ngoại của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì Phan Thanh Hậu cũng đã bình phục chấn thương. Lần trước thì lúc mà mình đến quay thì Hậu vẫn đang bị chấn thương. Em biết mà. Thái Lan ngon luôn. Mấy cái mà không mấy đội luôn chứ phải là mình Thái Lan không. Đây là Bùi Tiến Dũng. Mấy hôm nay không hiểu tại sao lại có tin đồn là Bùi Tiến Dũng được bổ sung lên đội tuyển Việt Nam. Mình thấy cái tin đồn này rất là ác ý và rất là thương cho Bùi Tiến Dũng. Bạn ấy vẫn đang nỗ lực tập luyện ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu chính là cạnh tranh suất bắt chính ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi mà hướng đến việc cạnh tranh tìm kiếm một cái cơ hội để quay trở lại đội tuyển quốc gia thì anh phải được thi đấu thường xuyên ở V-League kia đã. Đúng à. Ơi. Ok. Tối vừa ngồi mấy là những cầu thủ mà hôm bữa mình quay như là bị chấn thương như là Huy Toàn hay là Phan Thanh Hậu thì ngày hôm nay đều đã tập luyện bình thường. Phan Thanh Hậu từ ngày bắt đầu lấy vợ thì người bắt đầu dày cơm lên rồi. Giống như lưng Xuân Trường. Cách đây chưa lâu thì mình khá bất ngờ khi thấy Xuân Trường người cũng đã nó dày cơm lên. Cho đến thời điểm này thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có một ngoại binh, đó là Brandon Lucas. Các ngoại binh khác thì hiện tại vẫn chưa sang Việt Nam. Có lẽ là phải 2 tuần nữa thì trong tay huấn luyện viên Trần Minh Chiến mới có đầy đủ những cầu thủ ngoại chất lượng để bước vào tập chiến thuật cũng như là tham dự BTV Cup.
Bây giờ thì mình sẽ đi ra quay Dũng Gôn một chút, sau đó thì tạm biệt để quay trở về nhà dựng clip cho anh chị em cùng xem, và buổi tối thì sẽ bật lên để xem đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển Lào. Ok. Đây là một bài tập tấn công mà huấn luyện viên Trần Minh Chiến yêu cầu các học trò thực hiện. Đây là Phạm Trầm Tĩnh, một trong ba cầu thủ Khánh Hòa gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải trước. Huy Toàn. Ngày hôm qua thì mình cũng có tâm sự với các anh em của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói là việc tập luyện chay như thế này khiến cho các cầu thủ cũng cảm thấy khá là buồn, vì V-League vẫn còn khá lâu mới bắt đầu diễn ra. Ngày 19 tháng 2 thì V-League mới diễn ra, còn khá là lâu, và chính vì vậy mà các cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì họ chỉ mong chờ đến BTV Cup hay là đến các trận đấu giao hữu được thi đấu giao hữu. Dù sao thì vẫn vui hơn là tập luyện chay như vậy, cảm giác sẽ rất là chán. Bây giờ thì Ngoài Đường Fit cũng đã hoàn thành xong buổi quay ngày hôm nay, và bây giờ thì mình xin phép được gửi lời chào tạm biệt đến cả nhà.